Nhìn lại 5 năm chặng đường đã qua, tự hào rằng PMD đã tự tin hơn, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, vững vàng hơn. 5 năm dù không phải là dài, nhưng PMD luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành một phiên bản hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Xin được tri ân và cảm ơn các anh chị trong ban lãnh đạo, đặc biệt là anh Tú, chị Trinh, anh Xuân Hoàng, anh Lâm, anh Trung Thành, những người không những luôn định hướng và động viên PMD mà còn truyền cho PMD nhiệt huyết và niềm yêu BIDV, yêu công việc mình đang làm. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng, động viên, ủng hộ PMD từ những khó khăn buổi ban đầu và trong suốt 5 năm qua. Cảm ơn anh chị đã là người dẫn đường, người nhạc trưởng để tạo nên những giai điệu PMD trẻ trung, sôi nổi và luôn forward thinking. Cảm ơn anh chị đã là người truyền cảm hứng về sự nhiệt huyết, sáng tạo và cống hiến hết mình vì BIDV. Cảm ơn anh chị đã là những người anh, người chị thấu hiểu và sẻ chia với chúng em trong cả công việc và cuộc sống. Trên tất cả, cảm ơn anh chị đã luôn ở bên PMD. Với các đối tác kinh doanh, PMD cảm ơn các anh chị đã từ e ngại đến mở lòng và tin tưởng vào PMD. Cảm ơn những băn khoăn, những phản ánh từ các anh chị để giúp PMD ngày một hoàn thiện hơn, vững vàng hơn. Với ENY, cảm ơn các anh chị đã luôn sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ PMD cập nhật thông lệ tốt nhất trong quản trị tài chính. Và trên hết, cảm ơn các PMDer. Với các bạn, chúng tôi muốn nói cảm ơn bạn đã đến và có duyên với PMD. Cảm ơn bạn đã cùng nhau sẻ chia những khó khăn buổi ban đầu và trong suốt 5 năm qua. Cảm ơn bạn đã nhiệt huyết, sáng tạo và cống hiến hết mình. Cảm ơn bạn đã là những người bạn đồng nghiệp say nghề, những người bạn ấm áp và tin cậy. Cảm ơn bạn đã cháy hết mình trong những buổi team building, gala dinner và các hoạt động ngoại khóa bên nhau. Cảm ơn bạn đã là một phần, một mảnh ghép mang màu sắc riêng tạo nên bức tranh PMD tươi đẹp, sống động và luôn forward thinking. Cảm ơn bạn đã tạo nên những khoảnh khắc PMD không thể phai mờ. Và trên tất cả, cảm ơn bạn đã và đang là PMD. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng những thách thức khó khăn, những niềm vui nỗi buồn, những khoảnh khắc, những tình cảm ở PMD sẽ giúp bạn thấy ấm áp, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và thành công hơn.